Xin chào toàn thể anh em nhé. Đầu tiên thì cũng gửi lời chúc đến toàn thể anh em sức khỏe, vui vẻ, chiến thắng trong đại dịch Covid này nha. Hôm nay tôi lên đây cũng ở nhà cũng rảnh nên là lên chia sẻ tiếp cái phần mà phần ẩm của ngôi nhà yến của mình đó. Chia sẻ tiếp cái phần ẩm tôi đang vẽ nhỏ đây, tôi vẽ tí nữa xong thì mình chia sẻ luôn nhé. Đây là một ngôi nhà yến cấp 4, ngôi nhà yến cấp 4 mình đang vẽ dở, mình vẽ cho xong luôn nha. Ngôi nhà yến cấp 4 là mình có cái mẫu nhà yến cấp 4, mình vẽ cái ngôi nhà yến cấp 4 này. Nhà vào mùa dịch nên là cũng chả chuẩn bị cái gì hết á, thước chả có, lấy cái này vẽ luôn, có cái gì làm cái đấy nha, mong mọi người thông cảm. Nhưng mà nó thực tế đấy, nhà mình có cái gì thì mình lấy mình làm đấy, mình lấy cái này vẽ luôn này, lấy cái lead boy này, cái light boy này mình vẽ luôn không sao cả, miễn là mọi người nhìn được ok ha, nhìn được nó nhìn được là không sao, nó nhìn được là nó ok rồi đấy, nhìn nó không có sao cả. Mình đã vẽ cái hình 3D nhá, mình vẽ lên đây để mọi người có thể hình dung ra được đấy, cho nó cơ bản thôi. Đấy, cơ bản cho nó này thì tí mình làm mình tô hết, cơ bản để mọi người hình dung ra thôi, chứ còn thực tế là cũng không cần vẽ đâu, nhưng mà thôi vẽ ra để cho mọi người hình dung ra luôn. Rồi mình sẽ thí điểm luôn. Đây là cái cửa chim vào luôn, mình bây giờ mình chơi kiểu khác, có nghĩa là tất cả các kiểu, kiểu nào cũng được hết, một tầng hai tầng, cái này là áp dụng một tầng nhá, hai tầng ba tầng đều được hết đấy. Còn đây thì là mình làm lỗ thông gió nha, lỗ thông gió thì tùy theo mình, chưa vẽ cái này vẽ rất là lâu đấy, cái này mình sẽ vẽ một cái cửa sổ thông gió, nhưng mà cái này thì cái này mình làm đại 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 đi thôi nhá, chứ còn thiết kế mà nó theo cái khuôn khuôn tùy theo mọi người thích làm cái kiểu gì làm nha, thích làm cửa sổ làm, mà thích làm đấy, đây là thông gió theo theo cái cách của tôi nha. Đấy, cái này là thông gió, mà thông gió ở đằng sau cũng vậy nha, cái bên này cái đằng sau cũng vậy thôi, mình chỉ vẽ một cái này thôi, vẽ một cái đại 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 thôi, còn đằng sau cũng vậy. Anh thích nói chung là thông gió thích kiểu gì thì vẽ kiểu đấy, miễn là làm sao mình nhìn nó đẹp là được, phải là siêu đẹp đấy, chứ còn không phải là lấy ống 90 thông gió là ok đâu, không cần, mà mình thông làm sao mà cho nó đẹp đấy, đơn giản thôi, ít thôi. Thì mình cái này thì mình đã nói rồi cho nên mình không có nói cái phần thông gió. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ về cho anh em đấy, bây giờ là chuẩn bị vô hoạt động rồi này, thì là mình sẽ gắn hệ thống ẩm, gắn hệ thống ẩm thì hôm nay tôi sẽ chia hệ thống ẩm nhà yến nha. Đấy, hệ thống ẩm nhà yến. Đây là một cái ngôi nhà yến cấp 4. Đây là cửa này, cửa hang nha. Cái cửa này thì
nó bay vào đây thì nó sẽ xuống đây này, đấy nó sẽ xuống đây. Thôi mình cơ bản tí cho nó nhìn cho nó đẹp lên nhá, cơ bản tí cho nó đẹp. Đây là ngói hay là tôn hay là cái gì thì tùy nhá, ngói cũng được mà tôn cũng được. Đây là mình ví dụ như là ngói đi. Đấy, đúng là vẽ lâu rồi chứ còn bây giờ cái vẽ mất thời gian lắm. À, ví dụ như vậy đi thôi. Đấy, ví dụ như vậy đi. Đấy, ví dụ cơ bản này. Mình vẽ cơ bản này. Đấy, đây là cái ngói hay là tôn thì cái gì cũng được. Đây là cái cửa thả cửa vào nhá, cửa vào luôn. Thì cửa vào đây thì là phòng 1, phòng 2, phòng 3, phòng 4, nhưng mà mình vẽ hai cái thôi, cái này nó diện tích của nó nhỏ. Nên là mình vẽ hai ô thôi, cơ bản hai ô thôi. Thì mình vào vấn đề luôn. Mình vào vấn đề để mình chia sẻ cho anh em luôn, không có mất thời gian nhá. Cái đầu tiên đấy là mình sẽ chia sẻ về cái cơ bản của một ngôi nhà Yến mới là về cái phần ẩm. Đấy, về cái phần ẩm của một ngôi nhà này, phần ẩm của một ngôi nhà này thì là trước tiên đấy là trong cái ngành Yến của mình đấy, thì mình xài ẩm thì mình có rất nhiều cách để áp dụng vào ngôi nhà Yến của mình. À, thì ở đây ấy, là tôi chia sẻ để anh em mà ai mà tự làm là người ta rất cần cái phần này. Thứ nhất là không tốn kém, thứ hai là có tốn kém thì tốn kém ít, thì tùy theo. Ví dụ như anh nào mà có điều kiện một hơn một chút thì mình xài sang, còn anh nào mà không có điều kiện thì chịu khó tự làm, nhưng cái nào cũng được, không có vấn đề gì cả, ok hết. Thì trong một cái hệ thống ẩm, trong một cái hệ thống ẩm này thì là ba cái cơ bản, đó là phun sương. Đấy, phun sương, mình nói cơ bản đi rồi mình sẽ đi chi tiết từng cái nha. Thứ nhất là phun sương, thứ hai là cái dạng phun khói. Đấy. Và cái thứ ba đó là dùng bằng bể nước hoặc là thau nước. Đấy, ba cái cơ bản này. Thì bây giờ mình sẽ đi chi tiết vào từng cái một. Ví dụ như thiết kế một cái nhà Yến này, sau khi mình làm xong ok hết thì mình sẽ áp dụng vào cái vấn đề là có xài ẩm và xài ẩm như thế nào, bao lâu thì mình cần phải sử dụng đến cái phần ẩm này. Có những nhà Yến ấy, là người ta vào người ta áp dụng luôn. Người ta có cái quan niệm như thế này nè, nhà Yến ấy, thì khi xây xong từ lầu 1 đến lầu 2, lầu 3, lầu 4 tùy theo từng lầu phải gắn hệ thống, có lẽ là đồng hồ báo á, phải gắn một cái hệ thống đồng hồ báo, có là để cho nó chính xác là độ ẩm là 80, 85 cho đến 90. Đấy. Rồi nhiệt độ thì là 30, 31, 32 hoặc là 28. Đấy là phải gắn đúng như vậy, và để chờ một thời gian thì mới hoạt động cái ngôi nhà Yến của mình. Thì mình hướng dẫn là tất cả anh em kỹ thuật hoặc là những người ta đang làm, người ta đang đi làm cho khách hàng thì người ta cũng đều áp dụng. Nhưng với mình thì mình lại không áp dụng theo kiểu đó. Với là áp dụng cũng được, nhưng mà với mình thì rất là đơn giản, không cần phải nhập liền. Đấy, là mình muốn là những người tự làm cho nhà Yến của mình thì cứ từng bước một và từ từ mình sẽ hoàn thiện. Cũng giống như người ta, nhưng mà ok, không vấn đề gì hết. Không lãng phí, không hư đồ và không tốn kém. Đấy.
Thì bây giờ mình đi từng cái một, mình phân tích từng cái một và sau đấy mình sẽ đưa ra một cái ok nhất để anh em áp dụng làm luôn. Đấy. Thì với một cái ngôi nhà yến này thì mình chạy hệ thống ẩm thì mình sẽ có 3 cách để mình chạy một cái hệ thống ẩm của ngôi nhà yến này. Đấy. 3 cách. Ví dụ như là cái phòng này này là cái phòng phun sương đi. Còn phòng này là phòng phun khói. Đấy, còn ví dụ như là có thể là một phòng là bể nước, nhưng mà cái bể nước thì mình nói chung 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 thôi. Thì trong cái hệ thống này thì ví dụ nếu như mình xài máy phun sương thì mình dùng bằng bếp. Đấy, cái máy phun sương thì là thường thường là người ta gắn hệ thống bếp. Rồi khi bật máy phun sương thì là cái hệ thống bếp nó sẽ tự động phun sương. Đấy, nó chạy bếp quanh nhà hoặc là giữa nhà tùy theo. Có những người người ta chạy xung quanh này, rồi xung quanh cái nhà này, đấy xung quanh nhà. Có những người thì người ta chạy mỗi mình một cái hàng ở giữa thôi. Đấy, có những người người ta chạy mỗi phòng một ô. Đấy là tùy theo từng người người ta chạy và người ta chạy theo kiểu nào, miễn làm sao mà cái độ ẩm bên này đạt là phun sương đúng không? Là đạt 80, ví dụ như vậy đi, 80 hoặc là 84, 84. Đấy. Là đạt là ok. Người ta xài bếp này này, mình phân tích luôn và mình sẽ nhấn mạnh vô cái phần này. Ví dụ như nếu anh em mà xài bếp, xài phun sương bằng bếp này thì tốt nhất là mình chạy mỗi phòng. Nếu phòng lớn là chạy 2 bếp. Nếu phòng nhỏ mình chạy đúng một bếp. Đấy, có nghĩa là mình đã từng gắn rồi. Cho nên mình chia sẻ luôn cho anh em. Nếu phòng lớn chỉ cần 2 bếp thôi, còn phòng nhỏ là chỉ cần một bếp là ok. Không cần phải gắn một đống vào đấy. Nó xả quá trời luôn, nhiều nước lắm. Mà cái độ nhiễu của nó rất là tốt, rất rất là tai hại. Mà mỗi một ví dụ như một cái phòng to, mình phòng như phòng này là mình sẽ gắn 2 bếp ở đây, bên này một bếp và bên này một bếp, đây 2 bếp. Hoặc là để giữa luôn 2 bếp ở giữa luôn, ở giữa đây 2 bếp. Đấy, tức là chỉ gắn 2 bếp thôi. Như mình á thì là mình để giữa này 2 bếp này, biết làm sao không? Nếu mà ở dưới trệt thì mình để phun tự tự do luôn, mình để cho phun từ phun giữa, phun ngược lên cũng được mà phun phun thẳng xuống cũng được. Ok. Còn nếu như ở lầu 1 hoặc lầu 2, lầu 1 nha. Ví dụ như là nếu như lầu 1 hoặc lầu 2 thì mình ở dưới mình phải hứng một cái bàn. Ví dụ như ở trên này này mình sẽ dùng bằng cái bếp phun sương đúng không? Thì ở dưới mình sẽ lấy một cái bạt, mình để hơi cao một chút cho nó võng xuống. Vì khi mình tắt cái hệ thống phun sương, cái đầu bếp nó sẽ nhiễu nước xuống. Đấy, mà nó nhiễu rất là nhiều nha. Nếu như ở trên lầu 1 mà mình không có dùng một cái bạt mình lót thì chỉ cần 2 tháng thôi, nó sẽ ngấm hết một cái trần của mình luôn và nó sẽ làm cho cái trần nó bị mình bị thấm, nó bị mốc cổ hoặc là nó bị mốc nhà, nó ẩm nhà xong nó mốc lên thì nó cái độ mùi, cái mùi hôi mốc của nó rất là khó chịu. Đấy là mình nếu mình gắn bếp thì mình phải sử dụng cái bạt ở dưới, rồi mình sẽ dùng cái bếp ở bên trên khi mà nó phun ra mà nó nhiễu xuống ấy, hoặc những cái bếp nào nó bị tắc là 100% nó sẽ bị nhiều nước, nó tắc nó không sẽ phun ra tia được, không ra được thì nó sẽ bị nhiễu nước xuống, là nhiễu một thời gian là nó sẽ bị thấm sàn. Đấy là một đống luôn. Thì nói về cái bếp thì mình chỉ đơn giản như vậy thôi. Một phòng to thì gắn 2 bếp, phòng nhỏ gắn 1 bếp, bao đủ luôn. Đấy, mình bao đủ. Mà mới đầu á, thì là mình sử dụng cũng không cần nhiều lắm, vì là thời gian đầu á, nhà mình chưa có chim nên mình cũng không cần phải sử dụng bếp nhiều. Mình phun để cho nó mát nhà hoặc là mình phun để cho nó có một chút ẩm cho cái nhà của mình thôi, chứ còn thực tế mình chẳng cần. Nhưng mà đây là mình nói luôn để anh em có thể là phân biệt được xài phun sương, xài khói và bể nước, miễn làm sao nó 80 là ok. Rồi sau mình sẽ đúc kết lại cái nào cần xài và cần áp dụng cho anh em tự làm đơn giản nhất, dễ nhất mà hiệu quả. Đấy, cái thứ hai
đó là phun khói. Đây, đây phun khói. Phun khói thì có hai loại, hai cái dạng phun khói. Đó là dùng bằng máy con gà và phun khói bằng vỉ. Đấy. Dùng máy con gà thì nó có một cái máy con gà sẵn rồi, mình chỉ cần đưa vô trong trong nhà, mình cắm điện lên là mình cấp nước vào cho nó, xong mình cắm điện lên là nó sẽ phun. Đấy, nó sẽ phun cả cái nhà của mình. Nó phun cả cái nhà của mình, nó thành khói á. Là cái đấy là máy con gà. Cái dạng thứ hai đó là cái dạng bằng vỉ. Có là nhiều nhiều cái người ta chế sẵn ra rồi. Người ta chế hai vỉ, một vỉ, hai vỉ, ba vỉ, đó là tùy theo cái diện tích sàn của cái ngôi nhà của mình để mình gắn cái máy đó. Tức là cái phun phun khói đấy thì nó, một là mình sẽ đem trực tiếp vào nhà mình để, đó là máy con gà. 100 mét vuông thì mình sẽ sử dụng một cái máy con gà là ok được, không cần phải sử dụng nhiều, nó tốn kém của mình ra. Thứ hai đó là dùng bằng vỉ. Vỉ thì nó dùng bằng 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 một cái mình có thể mình tự chế được, hoặc là người ta chế sẵn cho mình rồi mình mua về mình gắn. Nhưng theo tôi á thì không nên chế, tốt nhất là mua những cái nhà nhà thiết kế á, người ta đã làm sẵn người và người ta đã chạy thử rồi, nó mắc một chút thôi nhưng mà nó rất bảo đảm. Đấy, mình về mình chỉ việc gắn lên là xong, mình không cần phải chế, mình gắn lên mình cắm vô mình chạy ok, người ta đã test cho mình rồi. Cái độ hư của nó cũng rất là hiếm. Còn mình chế nha, mình chỉ cần làm sai hoặc là mình không hiểu, lỡ nó cháy phát một cái tốn còn quá cái tiền mà mình đi mua đồ mới. Đấy, theo tôi thì nên nên mua cái máy người ta làm sẵn. Thứ hai đó là người ta chạy hệ thống đường ống. Chạy hệ thống đường ống thì tùy theo, có người thì người ta chạy có hàng ở giữa thôi, đấy nó sẽ phun ra hai bên, chạy ở giữa xong nó phun ra hai bên. Còn có những người thì người ta chạy, người ta mà gắn cái máy lớn thì người ta sẽ chạy xung quanh, đấy xung quanh nhà, chạy xung quanh nhà là nó sẽ tự động nó phun ra. Ví dụ như là cứ một phòng như này thì người ta sẽ mổ một cái lỗ nhỏ, nó phi 16 hoặc phi 21, tùy theo. Ví dụ phòng lớn một chút thì phi 21, còn nhỏ chút thì mình mổ phi 16, mình mổ mổ cái lỗ nhỏ thôi là nó tự động nó sẽ phun khói ra. Còn là không thì mình chạy một cái đường ở giữa rồi mình phun ra hai bên thì nó cũng vậy, nhưng mà chạy ở giữa thì nó đỡ tốn kém hơn. Đấy là cái phun khói, cái dạng không dạng sảng khói. Thì cái dạng khói này á là mình có thể là mình sử dụng nó rất là tiện, nó không bị ẩm, nó không bị thấm, nó rất là hiệu quả nè, cái dòng phun khói. Nhưng với những một cái ngôi nhà nào mà mình tự làm thì nó hơi tốn kém cho mình. Ví dụ như 300 mét sàn thì mình mất 300 ba cái máy thì mất 10 triệu rồi. Đấy, mất 10 triệu, 10 triệu hơn 10 triệu rồi. Mà mình mới làm thì cái tiền mà mình bỏ ra thì nó cũng tốn kém cho mình, đúng không? Nhưng mà nó rất là hiệu quả về cái vấn đề về cái độ tỏa khói ấy, cái làm lạnh á, thì nó có thể nó làm lạnh hơn cái thằng phun sương đấy. Vì nó mạnh, nó nhiều mà nó ra rất là nhiều, nó ra nhỏ thì cái tốc độ rớt của nó rất là chậm. Còn cái thằng phun sương thì ra phát một nó có thể rớt xuống đất ngay. Còn cái thằng phun khói này thì nó bay lơ lửng ở trên không trung khá là lâu thì nó mới tích tụ nó mới rớt được. Còn thằng phun phun bét thì nó có thể rớt luôn, phun ra phát một có thể nó rớt luôn, nó chỉ bay xéo một chút xíu là nó sẽ rớt luôn xuống đất. Đấy, đấy là cách phun sương, đấy là cách phun khói. Đấy, phun khói là cơ bản là như vậy. Thì bây giờ mình chuyển sang cái là bể nước. Đấy, thì cái bể nước này này, như nhà tôi là bây giờ tôi xài bể nước. Đấy, thì bể nước này thì nó cực kỳ là nó là đơn giản. Ví dụ như nếu ngay từ lúc ban đầu mà mình làm mình thiết kế á, thì mình sẽ thiết kế một cái mấy cái bể nước nhỏ trong nhà, nó chả có ảnh hưởng gì cả, nó cũng không có phức tạp. Ví dụ như này, nếu như anh nào mà tự làm á, tự thiết kế thì mình làm một cái bể dài dài ở nhà á, hoặc là một nhà như này thì mình làm một cái bể nhỏ như này này. Đấy, bể nhỏ như này, bể nhỏ như này. Đấy, thì mình để giữa nhà này, ok mình đổ nước vào đây nó bốc hơi lên, ok cực kỳ luôn. Nhà tôi bây giờ nha, mấy trăm mét sàn nhưng mà
Tôi chỉ để một cái máy cuộn gà ở cái phòng lượn, là mục đích của mình đó là mình phun vào cái giờ chim chơi và những cái lúc chim về đấy. Còn nếu mà về mà sử dụng vào cái phần ấm thì hoàn toàn không cần thiết, nhưng mà mình chỉ thích là để cho nó phun khói lên, nó bay lơ lửng, khi con chim nó vẽ nó bay qua cái luồng đấy, nó cảm giác nó rất là thoải mái, thì thôi mình nghĩ như vậy là mình sẽ thôi để một máy gà đấy cho nó phun cho chim nó về cho nó thích đấy. Vậy là mình sử dụng một cái ở ngay phòng lượn này này đấy, là cái máy con gà. Còn tất cả trong nhà là dùng bằng bể nước hết, độ ấm lúc nào cũng đạt đấy, ok không vấn đề gì cả. Thì bây giờ mình chỉ nói sơ qua là gắn bể nước, về phần bể nước thì gắn bể nước, gắn đây mỗi phòng một cái bể nhỏ này, hoặc là mình dùng bằng cái ống nước 90 á, mình đấu lại với nhau xong mình để cái bạt lên bên trên xong mình đổ nước vào đấy cũng được. Ok, cách thứ ba đó là mình lấy thau nước, thau cái thau mà thau mũ ấy, mình lấy thau mũ cứ một phòng như vậy mình đổ, mình lấy bốn, mình bỏ 4 cái hoặc 5 cái cái thau á, là mình bỏ nhiều. Thứ nhất là không mất tiền điện, thứ hai là mình không phải chăm, mình không phải quan tâm đến nó vì nó bốc bốc hơi, có nghĩa là khi nào mà nóng thì tự động cái thau này hoặc cái bể nước này nó tự động nó sẽ bốc hơi lên. Còn khi nào mà cái nhà mình nó đã đủ ấm rồi á thì nó sẽ không bốc hoặc nó bốc rất là chậm, còn nóng lên phát một tự động nó sẽ bốc lên, nó sẽ hút hơi, nó sẽ hút cái hơi 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 ở cái bể nước lên đấy. Cho nên là mình sử dụng bằng bể cũng được mà bằng bạt cũng được, bằng bằng cái thau nước cũng được. Ví dụ như cái thau mình đặt một đây cái này, 2 cái, 3 cái, 4 cái, ví dụ như 3 cái, 4 cái đấy, 1 cái vừa giữa nữa, 5 cái đấy, 5 cái, 1 cái, 2 cái, 3 cái, 4 cái. Này mình để là mình vẽ luôn cái thau nha, một cái thau, 2 cái thau, 3 cái thau, 4 cái thau, 5 cái thau. Hoặc là mình đặt bằng cái xô mũ á cũng được đấy. Ví dụ như xô mũ thì mình đặt 1 cái xô mũ, 2 cái xô mũ, 3 cái xô mũ, 4 cái xô mũ, 5 cái xô mũ đấy. Thì mình sẽ đặt 5 cái xô đây hoặc là 5 cái thau đây, ok không sao đấy. Hoặc là cái bể nước đây, bể nước này, bể bể nhỏ nha đấy, bể nhỏ. Còn đây là thau đây. Đấy, thau hay bể đều được hết, rất đạt và rất chuẩn, lầu 1 lầu 2 đều làm được hết. Thì trong một cái ngôi nhà yến như này thì mình sẽ có 3 cách cơ bản để tạo ẩm cho ngôi nhà yến của mình. Thì 3 cách cơ bản đó mình đã hướng dẫn cho anh em, là cách thứ nhất đó là phun sương, cách thứ hai đó là phun khói, cách thứ ba đó là dùng bể nước. Bể nước đấy là có 3 cách để anh em áp dụng. Nếu anh nào tự làm mà nhà có điều kiện thì là mình sẽ sử dụng cái nào, hệ thống nào mà hiện đại nhất, đó là hệ thống phun khói đấy. Hệ thống phun khói là hệ thống hiện đại nhất mà nó hiệu quả nhất, nó có thể là bền nhất, cái hệ thống phun khói. Còn cái hệ thống phun sương á thì là nó chỉ áp dụng cho ở cái nhà cấp 4, hoặc là áp dụng cho những ai mà người ta dùng bằng cái bạt nước ở dưới người ta phun thì áp dụng cái phun sương. Nhưng mà nó ngược lại này, nó rất dễ bị tắc, mà nó thường xuyên tắc đầu ống, tắc cái đầu bếp này này. Cho nên phun sương thì nó cũng tạo ẩm và nó cũng đủ ẩm, nhưng nó hay tắc đầu bếp và nó sẽ nhiễu nước xuống dưới cái nhà của mình, nó bị thấm. Cái này thì anh em quan tâm, anh em quan tâm một chút này, có nghĩa là nên xài hay không nên xài. Thì tôi sẽ nói về cái vấn đề là thứ nhất là nó dễ tắc đầu bếp, thứ hai anh em phải lót bạt ở dưới không có thì nó ngấm, nó thấm xuống dưới. Thì cái này ví dụ như hệ thống này mình gắn thì hết khoảng tầm có 1 triệu bạc thì nó sẽ phun hết, hoặc là hơn 1 triệu một tí thì nó sẽ phun hết cái nhà. Còn nếu như mình sử dụng bằng cái dạng phun khói thì nó sẽ tốn kém cho mình. Ví dụ như một lầu 100 mét thì 3 lầu thì mất 3 cái máy phun khói thì mất 10 triệu. Hoặc là nếu một cái nhà cấp 4 mà mình sử dụng bằng mà 300 mét vuông mà mình sử dụng bằng cái máy con gà thì mất 3 cái cũng mất 10 triệu. Đấy. Còn cái thứ ba này là áp dụng cho tất cả các ngôi nhà yến khi mới
hoạt động đấy. Mà nếu anh em nào mà tự làm ngôi nhà giếng của mình đó nha, tự làm tự 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 viên tự diễn đấy, là mình sẽ áp dụng vào cái thứ ba này, đó là bể nước hoặc là thau nước. Cái bể nước này này nó rất là ổn định nha, nó ổn định như thế này này, nó là tự nhiên, mình không có tác động vào, mình chỉ có nhiệm vụ là làm bể và đổ nước, hết thì mình đổ vào đấy. Cái vấn đề mà mình cần áp dụng đó là khi một ngôi nhà yến của mình mới hoạt động thì cái độ ẩm này mình không cần nhiều lắm, mình chưa quan tâm nhiều đến độ ẩm. Mục đích của mình đó là mình dụ những con chim non, mà dụ những con chim non thì cái độ ẩm của mình không cần ẩm, không cần cái điểm đạt phải đến mức độ là 80 đến 84, 90, mà mình chỉ cần ổn định về cái hệ thống ẩm thì mình sẽ dụ được. Nó không hỗn nha, mình xài bằng bể nước hoặc thau nước là tuyệt đối độ ẩm không có bao giờ hỗn, không tăng không giảm. Ví dụ như là mình xài bằng cái máy con gà hoặc máy hệ thống phun sương mà mình cài bằng cảm biến thì nó cũng không đều nha. Nếu như vì là mình cái chỗ nào mà gắn con gà mà mình chỗ nào mà gắn con gà đúng không, gắn con gà chỗ này, ví dụ nha, mình lấy một cái ví dụ, gắn con gà chỗ này, mình đặt cái cảm biến chỗ này thì hai cái này nó sẽ không bao giờ giống nhau được. Cái chỗ máy con gà này á, bảo đảm là nó quá tải, nó ẩm quá luôn á, ẩm quá, có nghĩa là quá ẩm đấy, thì cái chỗ này nó phải đạt, thì cái cảm biến này phải đạt, cảm biến đúng không, phải đạt thì nó có đều đâu, không đều. Ví dụ như cái chỗ này nó bị ẩm, nó bị mốc cổ, nhưng cái chỗ này nó mới đạt đấy, là mình lấy cái ví dụ thực tế. Còn cái phun sương này là mình phun theo, ví dụ như là cảm biến thì nó ẩm, thì cái chỗ này ví dụ như nến nó đạt ẩm thì nó ẩm phát một thì là nó tắt, nhưng chỗ này chưa đạt ẩm. Hoặc mình xài bằng cái timer hẹn giờ, mình cứ canh mình phun, là mình phun nó cũng không có đều đấy. Nhưng mà có phun có ẩm thì là mình yên tâm, mình không có sợ là nhà chim mình nó thế này thế kia, nóng hay là khó chịu, chim không về, cái này cái đấy, là mình yên tâm đấy. Cái tư tưởng của những người mà mới làm nhà yến là người ta yên tâm về vấn đề đó. Nhưng với một cái bể nước này thì nó sẽ phân rất là đều nha. Ví dụ như mình đổ nước cứ đều đúng không, cái lượng hơi nước của mình bốc lên cứ càng nóng nó càng bốc, càng nóng nó càng bốc, nhưng trời mà không nóng nó trả về bình thường thì cái bể nước này nó cũng không có bốc đấy. Nó hay là hai cái chỗ đấy, bốc hơi nước theo cái nhiệt độ nóng ở trong nhà, càng nóng nó càng bốc mạnh, mà không nóng thì nó bốc hơi bốc ít đấy. Còn mình mà vào mà mình thấy cái lượng nước của mình mà nó quá đấy, mình quá đúng không, ví dụ như là lượng nước của mình bốc lên so với cái ngôi nhà của mình là nó đạt 80 hoặc trên 80 thì mình sẽ tháo bớt bể nước ra. Ví dụ như cái bể nước của mình bây giờ là một tấc đúng không, bây giờ mình tháo thì mình để khoảng tầm 5 phân thôi, mình tháo đi một nửa, mình chỉ sử dụng 5 phân thì cái hơi nước của nó sẽ giảm xuống nữa, nó giảm xuống nữa thì cái độ ẩm này nó sẽ giảm xuống. Vậy thôi, mình chỉ một là mình sẽ tăng nước lên, hai mình sẽ giảm nước xuống, nhưng cái độ bốc hơi nước nó rất ổn định, mà áp dụng vào những cái ngôi nhà mới làm cực kỳ hiệu quả, nó không bị ảnh hưởng gì hết, không bị mốc cổ. Vì bao giờ cái ngôi nhà yến của mình mới làm á, bằng đá, bằng gỗ, bằng bê tông thì cái nào mà có độ ẩm cao thì nó sẽ mùi, nó sẽ 100% nó sẽ bị mốc, hoặc nó sẽ bị ẩm nhiều nên nó bốc mùi đấy. Mà nếu mà một ngôi nhà yến nào mà thành công thì một năm đầu thì cũng chỉ là số lượng 100 tổ thôi, nếu mà thành công lắm thì 100 tổ, hơn 100, còn nếu không thành công có 20 tổ, 30 tổ. Thì 30 tổ mà mình sử dụng vào cái máy phun sương này, sử dụng vào cái máy phun khói này, nó quá lãng phí, mà nó làm cho cái gỗ mình hư. Nó làm cho cái gỗ mình hư thì có phải là mình đến lúc mà mình thu hoạch nhiều thì cái gỗ mình nó sẽ bị có mùi không?
Đấy, mình đã sử dụng rồi. Cho nên mình chia sẻ cho những anh em nào bây giờ bắt đầu làm, những anh em là tự làm. Còn nếu những anh em nào mà người ta có điều kiện, người ta thuê kỹ thuật thì kỹ thuật người ta lo cái phần đó. Là người ta lo cái phần là người ta bao chim cho anh em, anh đến khi nào mà nó đạt số tổ thì tôi sẽ bàn giao cái số chim đấy cho anh em. Để anh em yên tâm đấy, chăm sóc nhà yến của mình rồi thu cái kết quả của mình, đó là kỹ thuật, đó là bàn giao cho anh em. Còn với cái nhà mà mình tự làm thì mình sẽ gắn cái hệ thống bể nước cực kỳ tốt. Đến cái lúc mà nhà mình đạt 50 tổ và đến 100 tổ thì cái lượng tổ ở trong nhà quá là ok, lúc đó bắt đầu mình thu nha. Lúc đấy là bắt đầu mình thu tổ là được 3 lạng rồi, 100 tổ thì mình sẽ thu được 3 lạng. Thì ba cái lạng yến này là mình được 6 triệu rồi đúng không? 6 triệu này thì mình sẽ lấy nó, mình nuôi nó, là mình sẽ đầu tư vào mua thêm một cái máy phun sương hoặc là hai cái, ví dụ ông nào thích đầu tư một cái đầu đầu tư hai cái, thì lúc đấy mình sẽ dùng bằng máy phun sương mình phun phun sương ở đây ấy, là mình sẽ, tại sao mà mình nói là dùng máy phun sương mà lại không dùng bằng cái bể nước đấy, tại sao cái thời điểm này không dùng bể nước mà lại dùng máy phun sương, là nó ở chỗ này. Cái thứ nhất đó là mình sẽ tạo cái độ ẩm cao lên một chút cho cái tổ nó đẹp. Cái tổ chim ấy mà nó thiếu ẩm thì cái tổ cực kỳ là xấu. Thứ hai, nó sẽ bị bể tổ. Nó bể tổ là nó cái trứng nó sẽ bị rớt. Nó sẽ bị rớt. Còn cái vấn đề mà nó khô mà để con chim nó ấp không đạt thì không phải, đúng không? Nó một là nó sẽ bị khô. Tổ tổ nó sẽ bị xấu, nó bị méo. Mà mình tăng độ ẩm lên thì cái tổ nó cực kỳ đẹp và nó là to. Đấy, cái lúc đấy là mình thu rồi, 3 lạng là mình thu, mình bán được rồi. Thì mình sẽ quan tâm đến cái vấn đề ẩm, thì mình sẽ đầu tư vào máy phun khói này. Đấy, đầu tư vào cái máy phun khói này để mục đích là tạo ẩm cho cái ngôi nhà yến của mình, chim nó làm tổ đẹp, không bị bể tổ, bán có giá trị. Đấy là mình mới quan tâm đến cái vấn đề là phun khói. Thì cái mục đích của mình là đến cái thời mà mình đã có tiền rồi thì mình lấy cái tiền đó mình mua cái máy phun khói này, mình về mình gắn lên. Khi nào mà mình lấy tổ đấy, cái này tại sao mà mình nói mình nhấn mạnh cái chỗ này nè. Khi nào mình vào mình cạy tổ thì mình sẽ ưu tiên cho nó phun 2 đến 3 tiếng, 2 đến 3 tiếng thì cái độ ẩm của nó rất là mạnh. Thì khi cái độ ẩm này tăng lên thì cái tổ của nó sẽ bị nó hơi mềm một chút, nó không mềm lắm đâu nhưng mà nó hơi mềm. Thứ nhất là mình cạy nó dễ, thứ hai khi mình lấy tổ mình cạy tổ nó không bị bẻ tổ, nó không bị gãy chân, là cái tổ cực kỳ nó đẹp. Đấy là cái mấu chốt là ở nằm ở chỗ này, nằm ở chỗ là mình sẽ sử dụng cái máy phun phun khói vào cái thời điểm nào hiệu quả hợp lý và không bị tốn tiền mình. Đấy. Còn những người ta có điều kiện, người ta có tiền, người ta thuê kỹ thuật người ta làm thì bắt buộc kỹ thuật phải hoàn thiện từ đầu để bàn giao công trình. Cái đó là mình không nói những cái phần mà giữa kỹ thuật này và kỹ thuật hay là công ty kỹ thuật, giữa công ty và chủ đầu tư đấy mình không nói, vì ở đây tất cả những cái sơ đồ và những cái bản vẽ hoặc là những cái chia sẻ của mình để mình nói lên cho những anh em nào đang làm tự thiết kế cái ngôi nhà yến của mình, thì mình chia sẻ để anh em tham khảo, anh em rút cái kinh nghiệm và áp dụng vào cái ngôi nhà yến của mình thực tế. Vì mình nói qua cái vấn đề này này, cái thứ nhất khi anh em mà xác định đã làm ngôi nhà yến của mình mà tự làm thì chắc chắn một điều anh em sẽ lên cày YouTube rất nhiều luôn, không phải một người mà rất rất nhiều các cái YouTube mà đăng lên trên trên mạng. Anh em đã tham khảo hết cái này, tham khảo cái kia, tham khảo công ty này, tham khảo công ty kia. Đấy, rất nhiều các công ty, rất nhiều anh em chia sẻ, mọi người ai người ta cũng muốn có một cái tâm để người ta sẽ chia sẻ lên đây để cho anh em, những người người ta đang học, người ta học hỏi, người ta lên người ta học, người ta có một chút kinh nghiệm để người ta làm cái ngôi nhà yến của mình. Đấy, cái điều đó là điều rất là tốt. Nhưng cái quan trọng và cái cơ bản đó là mình phải xem cái lịch sử
của những người nào mà chia sẻ lên cái trang YouTube của mình, phải xem cái lịch sử, xem công ty đó, kỹ thuật đó, cái người chia sẻ đó nó như thế nào, người ta đã làm bao nhiêu rồi, thời gian của người ta là người ta làm bằng, người ta làm như thế nào, người ta làm có hay không, người ta thực tế không. Đấy. Rồi những cái người mà người ta đã làm với những kỹ thuật đó, đã làm với những công ty đó, người ta có ok không? Đấy. Người ta có phản hồi không? Đó mới là cái mà quan trọng, là mình sẽ tìm hiểu xong đó rồi mình sẽ xem cái cách chia sẻ của người ta có hợp lý không, có thực tế không, rồi bắt đầu mình quyết định cũng không bao giờ muộn. Đấy, chứ còn ví dụ như là mình cứ lên mình thấy cái clip này hay, cái này hay quá, mình áp dụng, lên cái clip kia thấy cái clip này có lý, hay quá, chia sẻ, cái lý thuyết nó hoàn toàn nó không giống với thực hành. Có nghĩa là những người người ta nói lý thuyết rất là hay, lý thuyết nói như thế là thánh luôn, nhưng thực hành người ta không biết gì luôn. Đấy, lý thuyết người ta nói rất hay, người ta nói lên trời, người ta nói xuống đất, người ta nói cái gì người ta cũng nói được, nhưng người ta đi vào thực hành người ta không biết một cái gì luôn, thậm chí người ta còn không biết nó nằm ở chỗ nào, hay nằm làm sao, gắn như thế nào, nó sẽ hoạt động làm sao, người ta là không, có thể là người ta cũng không biết, người ta không biết. Nhưng có những kỹ thuật mà người ta chia sẻ bằng cái tâm, người ta có thể người ta biết được cái này, người ta biết được cái kia, và người ta đã trải nghiệm về cái phần này, thì thôi người ta sẽ chia sẻ cho. Cái gì không đúng, đúng không, người ta cũng chia sẻ. Cái gì đạt ok, người ta cũng chia sẻ, để làm sao, để anh em tránh, người ta đã mất tiền đóng học phí rồi, thì cái gì không đúng, cái gì không tốt, cái gì làm không đạt mà người ta đã làm rồi, thì người ta sẽ bỏ qua phần đấy. Nhưng người ta vẫn chia sẻ là nếu làm cái phần này nó như thế này thì nó không ok, nó không đạt, làm như cái phần này ok, đạt. Đấy, thì anh em quan tâm, anh em có thể là tham khảo và anh em áp dụng làm. Đấy, cái điều đó rất là tốt. Còn những người người ta nói, nhưng người ta xem cái quá trình hoạt động, cái quá trình lịch sử, cái quá trình thí nghiệm, thực tập, thực hành, thì không thấy cái nào cả, toàn thấy lý thuyết không, toàn thấy người ta nói không, nhưng chả thấy người ta làm đâu cả. Thì anh em có tin không? Không thấy người ta làm gì cả, người ta chỉ có lý thuyết không, người ta chỉ nói hết cái bộ lý thuyết này qua bộ lý thuyết kia, người ta trình bày cái này trình bày cái kia, nhưng không thấy người ta làm thực hành đâu cả. Còn với tôi nha, nói làm sao làm vậy, làm đúng như mình nói và nói đúng như mình làm, nó như vậy đấy. Mình sẽ chia sẻ bằng cái thực tế của mình, cái gì không đúng, không đạt, mình nói luôn, cái gì làm được, hiệu quả, đỡ tốn kém, tiết kiệm kinh tế, mình chia sẻ cho anh em áp dụng, tham khảo một vài cái YouTube khác, hoặc là tham khảo vài YouTube là những cái YouTube thất bại, những cái YouTube thành công. Đấy, mình có thể mình áp dụng tại sao nó thất bại mà tại sao nó thành công. Đấy, rồi bắt đầu mình có thể là đúc kết lại, và mình sẽ làm cho cái ngôi nhà yến của mình nó hiệu quả ngay từ lúc ban đầu. Đấy, cho nó tốt. Thì cái mong muốn của mình ấy, thì mình cũng muốn là lên, rồi thời gian nó cũng rảnh rỗi, vì trong cái thời gian này đó mình ở nhà, mình không có đi ra sang nhà yến được, thì mình sẽ tạo mọi cái điều kiện thời gian, thì mình lên đây mình chia sẻ để mấy anh em đang làm nhà yến đấy thì áp dụng và tìm hiểu tham khảo, rồi mình áp dụng mình làm. Còn ít hôm nữa sắp tới này người ta sẽ mở cửa, người ta sẽ cho những người nào mà có thể là chích ngừa, hoặc là người ta mở cửa luôn, bây giờ người ta khống chế được F0 thì người ta sẽ mở cửa để mình có thể đi làm. Thì những cái ngày đó thì mình vào nhà yến mình quậy rồi. Thực tế là mà nói, tôi mà vào nhà yến thì tôi không có làm clip, tôi không có chia sẻ gì hết á, tôi chỉ làm rồi tôi quay cho chơi lên cho anh em xem thôi, xem là cái thực tế tôi đang làm, tôi trực tiếp tôi làm và thực tế tôi làm, tôi nói như tôi làm đấy, là cho anh em coi chơi vậy thôi, chứ thực tế là tôi không có chia sẻ gì cả, lúc tôi làm tôi không chia sẻ gì cả.
để cho anh em nhìn vào đấy, thực tế như vậy đấy. Tôi đang xây tường, tôi đang đổ bê tông ở sàn này, sàn dưới rồi bê tông sàn trên, tôi đang còn làm thêm lam, rồi tôi làm lại, có nghĩa là tôi làm cơ bản rồi bắt đầu tôi mới đi làm lại. Vì có một mình tôi thôi mà cái lượng công việc nó khá là nhiều, nên tôi làm từng bước một để anh em có thể nhìn cái cách mà mình đang làm có cái gì nó chưa đúng, hoặc những cái gì mà thấy nó đơn giản mà nó hiệu quả thì anh em cứ áp dụng làm. Tôi nói bảo đảm 100% là hiệu quả, không có cái gì mà nó cái không có cái gì mà nó đến tự nhiên mà anh em phải cực kỳ là hiện đại hoặc cực kỳ là thẩm mỹ hoặc cực kỳ là nó phải tốn kém thì nó mới thành công, nó mới xứng đáng được cái đồng tiền mà mình bỏ ra. Có thể mình làm đơn giản chim vẫn nhiều, nhưng có thể mình đúc làm khách, làm nhà khách sạn 5 sao chim nó vẫn ở ít đó. Cho nên là anh em yên tâm một điều là khách sạn chim cũng ở mà nhà lá chim cũng ở, miễn anh em làm đúng và đủ đạt thì con chim nó sẽ ở. Mà bây giờ lượng chim nó nhiều rồi thì anh em yên tâm một điều là không sợ thất bại đâu, chim nó nhiều rồi làm tốt làm đúng dụ nó sẽ thành công, nó sẽ có chim. Ít rồi từ từ nó sẽ nhiều, nhà nào nhỏ thì là dụ nó lâu, nhà nào lớn thì dụ nó mau, đấy là cái đương nhiên. Còn những cái nhà đột biến mình không nói, đột biến là có nghĩa là nhà nhỏ mà nó đột biến chim, mà chim nó nhiều á thì đó là cái may mắn của cái gia chủ đó, đấy, cái lộc đến với mình nó quá bất ngờ. Còn 100% là có chim và nhiều chim, chứ không có bảo là làm mấy năm thất bại. Đã chơi thì chịu, đã tự làm tâm lý mình rất thoải mái, làm đến nơi đến chốn. Còn nếu như chưa đủ tiền, có những rất nhiều anh em lên đây làm này rất đam mê nhảy yến, rất mê luôn, mê đến mức độ mà muốn một cái ngôi nhà yến của mình, mà nhà thì điều kiện thì bình thường, mà không có đủ tiền làm nhà yến thì mà cũng vẫn cứ đạt đấy. Rất nhiều anh em tự làm, rất nhiều anh em khó khăn tự làm, có những anh em là có chim thu rồi nhưng có anh em thì vẫn chưa có chim đấy, chưa có chim và đang còn từng bước một để sửa lại và hoàn thiện để mong làm sao mà thổi mà có chim. Thế nên là nó phải phụ thuộc vào anh có tiền thì anh thuê kỹ thuật, thuê công ty đấy, thì công ty có trách nhiệm với anh rồi, bao chim rồi bàn giao nhà cho anh thì đó mình không nói rồi, cái đó là thuộc về quá đẳng cấp rồi. Là dành cho những công ty đấy, mình có tiền thì mình thuê công ty mình làm tội gì, đúng không? Thuê công ty, thuê những anh em kỹ thuật để người ta tự làm cho mình, người ta làm xong rồi người ta bàn giao cho mình đấy, căn cứ vào hợp đồng mình sẽ làm việc với người ta thôi. Cái đó thì mình không nói, mình chỉ chia sẻ để anh em là anh em nào tự làm để anh em tham khảo, anh em tham khảo về cái bản vẽ của mình, cũng như thế là cái lời mình chia sẻ mình nói để anh em áp dụng, anh em làm nhé, rất đơn giản hiệu quả, nó chả có gì hết. Lúc đầu mình có thể là mình tự làm, mình tự thiết kế bằng các cái thô xô hoặc là bằng cái bể nước rất là tiện. Còn có những anh em á là dùng bằng nước, bằng bể nước nhưng mà bơm lên cái tường. Ví dụ người ta đặt một cái ống từ đây này tới đây này, ta để một cái ống dài như này này, để người ta dài như này, xong bắt đầu cứ 1 mét hoặc là 5 phân người ta khoan một cái lỗ, 5 phân người ta khoan cái lỗ đây, khoan cái lỗ như này, đúng không? Nhưng ở đây ấy, là người ta chỉ sử dụng cho cái tường nào mà người ta chống thấm, cái tường nào chống thấm mới sử dụng được nha, còn không chống thấm là nó thấm ra ngoài luôn, nó sẽ hư tường và nó sẽ ẩm đấy. Thì người ta sẽ dùng nước bể đây này, cái bể đây đúng không, đây này, để đặt máy bơm đây này, thì người ta sẽ cấp lên đây cho người ta này, cấp lên này đấy, cấp lên đây đấy, người ta cấp lên cái bể nước này, cấp lên đây, người ta phun lên đây và nó chảy vào tường này này, chảy tường này, khi cái tường này xuống thì cái thông gió này thông ra thì nó làm cho cái nhà nó mát,
Đó cũng là một cách làm rất là tốt và hiệu quả, rất hay. Tôi cũng thích cái kiểu này. Cái này là áp dụng cho nhà mà cực kỳ thành công thì rất tốt, vì cái lượng ẩm của nó rất là cao, chim nhiều thì là nó làm tổ rất là đạt, thì làm cái này cũng tốt. Đấy, có những cái nhà người ta làm như này, ta làm vẫn ok, vẫn đạt. Còn những nhà mà người ta đã làm sẵn rồi á, thì là người ta cứ vào người ta hoạt động, người ta không cần có một cái gì hết, chỉ cần như vậy thôi là người ta cũng đủ ẩm rồi, thoải mái ẩm rồi. Ví dụ như là nếu mà tăng mà ẩm nhiều á thì người ta giảm ẩm xuống, ta giảm xuống người ta cho chạy ít thôi thì nó cũng được, không sao cả. Còn nếu mà thiếu thì người ta cho chạy nhiều lên chút, không có vấn đề gì cả, cái đó cũng được. Thì hôm nay mình chia sẻ về cách ẩm chạy ẩm của ngôi nhà Yến. Mấy anh em mà đang làm á thì cứ nhìn vào đây chạy, mà chạy theo cách thứ ba nhá là ok nhất, không mất đồng tiền nào luôn, chỉ mất tốn công mình bỏ ra tí xíu là tiện thể cái hồ này, xong mình đắp lên cái bể là xong, nó không có tốn kém gì, mất công. Đây là cái phòng máy này, phòng máy cái này là mình cho chim nó bay thẳng ở đây nó xuống đây, hoặc là mình sẽ làm một cái phòng lượn ở đây, phòng ở đây này này đấy, mình sẽ làm cái phòng ở đây để cho nó bay vào đây, xong nó bay vào đây cũng được, tùy theo. Quay là tất cả trong cái bản thiết kế này tôi sẽ thiết kế được đủ các loại, có thể là 3 4 tầng, 5 tầng, 1 tầng, hoặc nhà cấp 4 dài bao nhiêu mét, 5 mét, 10 mét, 20 mét, 50 mét, và chiều ngang 5 mét hoặc 10 mét, 12 mét, 15 mét, thì nó cũng như vậy thôi. Thực tế ra mà nói ấy, thì anh nào mà cứng nghề, cứng bên xây dựng, nhìn qua phát làm luôn, cứng bên xây dựng là nhìn qua phát làm luôn được cái hệ thống nhà này. Còn cái vấn đề về cái kỹ thuật thì mình lên mình chịu khó cài YouTube và mình sẽ tham khảo và học hỏi, tham khảo học hỏi cơ bản thì mình mới làm được, mình mới áp dụng và mình làm được. Với cái phần kỹ thuật nó hơi nghiêng về về trình độ một chút, hoặc là cái kinh nghiệm thì mình mới áp dụng được. Còn cái phần cốt của xây dựng này này thì là chỉ cần yêu cầu là anh thợ cứng, anh thợ hồ cứng biết kết cấu xây dựng đấy, biết kết cấu xây dựng là người ta có thể, người ta áp dụng, người ta làm được rồi. 5 mét, 10 mét, 30 mét, 50 mét làm được hết. Còn nhà cao tầng thì phải có bản vẽ. Đấy. Nhà cao tầng thì có bản vẽ, bên xây dựng thì thuê người ta làm bản vẽ xây dựng rồi cứ nhìn vào đấy là mình chơi thôi, thuê thợ và mình làm. Thuê thợ về, thợ cứng là người ta tự làm cho mình. Đấy, ok. Đấy, đây là cái mái tôn hoặc cái mái ngói giả. Mái tôn giả ngói hoặc là mái mái ngói đấy. Còn ở cái phần này thì mình sẽ chống thấm nha, à, chống chống nóng nha. Nè, phần 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 trần này mình sẽ chống nóng đơn giản cũng được, không quan trọng lắm. Đấy, phần này thì mình sẽ cái phần này mình sẽ chống nóng vậy thôi, chống nóng cái phần này. Đây cái trần này là làm bằng bằng gỗ, nếu nhà cấp 4 mình làm bằng gỗ, còn nếu mà nhà đúc thì mình làm bằng lam bê tông cũng được, hoặc là bằng đá cũng được, tùy theo anh nào muốn làm cái kiểu gì cũng được, nhưng mà làm bằng gỗ thì nó nhanh, hiệu quả hơn, nó nhanh chim hơn. Tốt nhất căn nhà mới của mình nên làm gỗ, thứ nhất là tốn, thứ nhất là cái kinh phí của nó rẻ, siêu rẻ, thứ hai dễ làm, thứ ba nhanh và nhanh chim nữa luôn, tất cả đều nhanh hết. Thì anh em áp dụng vào cái phần cái làm gỗ làm là nhanh nhất đó, hiệu quả đơn giản nhanh. Thì cái cơ bản này là hôm nay mình cũng chia sẻ để anh em nắm bắt được cái phần ẩm này, cái phần tạo ẩm này, cơ bản nó như vậy thôi. Thì mình cũng xin tạm dừng tại đây, cũng chúc tất cả anh em thật nhiều sức khỏe, niềm vui và sớm thành công trong cái lĩnh vực mà dẫn dụ nuôi chim yến này đấy, mà nhanh hiệu quả, nhanh thành công, để sớm có thể là anh em giao lưu, hoặc là một ngày nào đó anh em có thể là
uống cà phê. Đấy. Mình cũng mong là những cái gì tốt đẹp, những cái gì hiệu quả nhất và những cái gì hay nhất mình có thể chia sẻ cho anh em để anh em học. Đặc biệt là những anh em nào đã thành công rồi thì mình cũng rất là mừng cho anh em, để anh em có một cái động lực, anh em có một cái kiến thức, cái kỹ thuật cơ bản đấy, để anh em có thể làm cái nhà thứ hai hoặc căn nhà thứ ba, hoặc là lúc đấy mình có tiền rồi mình thuê kỹ thuật mình làm đấy, lúc đó mình có nhiều tiền rồi thì mình thuê thẳng một kỹ thuật làm, mình ngồi mình chơi mình ngắm mình xem cũng được chả sao, hoặc mình tự làm cũng được chả vấn đề gì cả đấy. Thì mong anh em sớm thành công, đặc biệt là trong mùa dịch này thì có một cái sức khỏe để chiến thắng Covid, chiến thắng trong đợt dịch này nha. Rồi, xin chào anh em.